Dạ vâng, shop phụ kiện săn bẫy và phụ kiện bẫy chim đêm xin gửi lời chào và chúc sức khỏe an toàn thể các bác. Ở cái nội dung video giới thiệu sản phẩm này thì em tiếp tục gửi tới các bác những cái hũ keo công nghiệp để các bác đánh cò. Ngoài đánh cò ra thì các bác có thể đánh những con ruồi phá hoại mùa màng của các bác, châm hoa quả ví dụ như ruồi vàng. Và ngoài keo ra thì bên nhà em còn bán chìa ra keo và bán cả cò giả. Thì bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình những cái phụ kiện để bẫy những cái con cò thì hãy để lại số điện thoại hoặc để lại số điện thoại và comment bên dưới video, bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Còn cái hình thức giao hàng bên nhà em là ship hàng COD toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra hàng ok mới phải thanh toán các bác nhé. Thì là một cái shop bán hàng uy tín chất lượng, một cái shop lớn thì luôn luôn đảm bảo hàng hóa đạt tiêu chuẩn và số lượng các bác nhé. Thì ngoài bán lẻ ra thì bên nhà em còn bán sỉ, bác nào mà lấy số lượng lớn từ một vài thùng thì cũng để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video, bên nhà em sẽ cho giá trực tiếp và cái giá thì lúc nào cũng là giá ưu đãi các bác nhé. Thì sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết về những cái hũ keo mà bên nhà em đang bán ra ngoài thị trường các bác nhé. Thì cái hình thức ra những cái hũ keo này thì bên nhà em là có hai loại các bác nhé. Một loại là 0.5kg và một loại là 1kg. Ví dụ như khi mà các bác mới chơi, mà các bác mới tập chơi hoặc là các bác mua về để các bác bẫy những con ruồi con muỗi thì các bác mua có thể là mua nửa cân. Thì cái keo này, cái đặc điểm của cái keo này là keo không màu, không mùi, không vị các bác nhá. Và rất là dính, có thể là đánh được ở trời nắng, không trời và trời mưa thì cũng rất là dính. Thì tay không của em như thế này mà em chạm vào keo là rất là dính các bác nhá. Thì ngoài đánh những con cò ra thì các bác, rất là nhiều bác mua về các bác đánh những con chim họa mi, chim khiếu cũng rất là hiệu quả cao các bác nhá. Rất là hiệu quả cao. Thì những cái hũ keo này thì bên nhà em là khi mà đóng gửi hàng cho các bác thì cũng gói rất là cẩn thận và cũng kiểm tra xem là có đạt độ kết dính, độ định lượng của nó là 0.5 hay không các bác nhá. Thì một cái hũ này thì bên nhà em bán ra ngoài thị trường cũng rất là rẻ thôi, với giá thành hơn 100.000 đồng là các bác đã sở hữu được cho mình một cái hũ keo. Một cái hũ keo như thế này thì khi các bác bẫy, ví dụ các bác bẫy ruồi, bẫy muỗi thì được rất là nhiều. Mà khi mà các bác không sử dụng ấy, thì các bác đóng nắp, các bác để nhiệt độ phòng, nhiệt độ mát thì keo này giữ rất là lâu. Ngoài ra thì khi mà các bác bảo quản thì nó không bị chết keo các bác nhá. Các bác đánh được rất là lâu và thời gian rất là dài các bác nhá. Thì những cái hộp như thế này ấy, những cái hộp như thế này thì khi mà bên nhà em đóng cho khách thì đảm bảo về trọng lượng nhá là 0.5kg các bác nhá. Khi các bác mua hàng, các bác nhận hàng thì các bác có thể là kiểm tra xem là đúng như lời em nói hay không các bác nhá. Thì đây là cái lọ 1 cân các bác nhá. Đây là cái lọ 1 cân. Thì trọng lượng của nó cũng là 1kg. Và độ dính, độ kết tinh thì khi mà trước khi gửi hàng cho các bác thì em cũng thử các bác nhá. Đây ạ. Rất là dính, nó tơ như này, nó rất là dính các bác nhá. Nó rất là dính. Thì ngoài bán những cái hũ nửa cân, 1 cân ra thì bên nhà em còn bán cả thùng. Đối với những bác mà mua cho hội nhóm hoặc là mua để về bán lại, chia sẻ lại cho các bác. Thì cái với giá thành mà khi mà các bác mua với số lượng nhiều thì bao giờ bên shop nhà em thì cũng có giá ưu đãi các bác nhá. Giá ưu đãi. Thì ngoài bán những cái sản phẩm keo này ra thì bên nhà em còn bán đầy đủ các phụ kiện săn bẫy và phụ kiện bẫy chim đêm. Bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình những cái sản phẩm phụ kiện săn bẫy, phụ kiện bẫy chim đêm này thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video, bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Và cái hình thức giao hàng ấy thì bên nhà em vẫn ship COD toàn quốc. Một số tỉnh địa phương mà nó bị dịch ấy, thì hiện tại là bên cơ sở vận chuyển không nhận hàng, thì hẹn các bác là sau khi hết dịch thì bên nhà em sẽ liên lạc lại và gửi hàng bù cho các bác nhé. Thì một cái video ngắn giới thiệu về cái hũ keo đánh cò này đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.